Đây các bạn ơi, quánh phát được con thiểu luôn. Ui. Mương. Mất con nọ được con kia. Không bắt được hai con các bạn. Con nó chạy sang sườn bên này. Kiếm con lươn con rắn bằng nghe khó quá các bạn ơi. Gì đây nhỉ? Chạy rồi. Rắn các bạn. Cứ lườn tí thỏ tay xuống. Mùa này rất lắm rắn. Toàn rắn nước rồi các bạn ơi. Đây có ai đánh rậm được không? Đây có người đánh rậm được các bạn. Vẫn đang có người đánh rậm. Không có gì đó để ăn rồi. Con cò. Chạy ra đây các bạn ơi. Ô. Mất rồi. Tiếc quá. Mình nghi nó vẫn ở chỗ này các bạn ơi. Đây, vẫn ở chỗ này.
Ai à? Không thấy luôn. Sao được cả tay. Bông cà gai đầu quá. Ôi. Các bạn ơi, mình bắt được một tổ chim này. Ui. Đây nhá. Mình bắt được một tổ chim các bạn ơi. Đây, cuốc đây cho cuốc. Đây các bạn này, nhìn chưa? Được 4 quả. Quả chín đây. Ok, và luộc cho chợ trẻ con qua đây. Hôm nay mình sẽ đi lên dịch lên một tí. Chắc là trứng cỏ ấy. Ui giời ơi, con rắn to quá. Cứ tưởng hổ trâu cơ mà các bạn ạ. Tưởng hổ mang trâu cơ. Nhìn sợ chưa? Khiếp. Được vớ con. À, đánh bẫm được tổ chim. May quá, cuộc sống vẫn đẹp sao. Mình sẽ đi cây chín trên này tí nữa. Biết đâu lại có tổ chim nữa thì cố bấm bạn ạ. Cho mình giận lắm. Trong này lâu không có người đến. Giận ui dùi các bạn ạ. Chết ngay các bạn. Em sổ lên chơi. Thấy chưa? Sống sao được. Lâu mình không lên cái góc này. Có cây hoa lá ung dùng. Chuối. Sao trong này lại có cá nhỉ các bạn? Ai nhà ơi, móc hùn nó móc cổ. Này các bạn, bắt được hết.
Ấy. Ôi, chúng còn to quá. Đây các bạn ơi, nó rút trong cái treo này nhiều. Trên này quá trời. Đừng chơi trứng của mình nhé. Ui, kiểu nó mặn ngon quá mà không ai được. Không ai được.